sông êm đềm, mắt em thầm trao lấp lánh trời sao. Mênh mang dòng sông tắm mát tâm hồn em, lao sao xuồng ghé sóng vỗ, nhịp tràn con tim anh. Lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu, như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu. Ôi những con sông dài mềm dáng em, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao giông, có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng. Sao vậy? Sao bộ nói anh Việt vui vẻ lắm mà? Nhỏ này, cho về bây giờ. Tự nhiên chuyện nọ sợ chuyện kia. Anh coi đi, anh đã gây ra cái gì? Anh đã gạt mẫu design cũ ráng qua một bên, và bây giờ thì một công ty khác đã chiếm được hợp đồng với ý tưởng tương tự. Mất 100 quảng cáo thì có gì quan trọng? Quan trọng là tụt luôn một chiến dịch quảng cáo nửa tỷ mà họ định dành cho ta. Tại sao anh cứ đố kỵ tôi và những gì liên quan tới tôi? Làm gì ba Excel vậy? Đoàn phim quảng cáo giờ này mà chưa lên đường à? Dạ sắp rồi. Show này cũng có mặt Phương Trinh, rồi Út Ráng nữa. Sắp tới chắc cậu sẽ đưa hết người thân vô công ty này. Cũng nhờ Phương Trinh ký độc quyền với công ty AX mà chỗ khác không nhổ cô ta ra được. Và chính Trinh là sức hút lôi kéo về đây bao nhiêu khách hàng. Hai cậu đừng cãi nhau nữa, việc cho đoàn phim quảng cáo lên đường đi. Hôm nay quay xa mà. Dạ. Càng ngày càng không chịu nổi nó. Hiếu, đừng làm chuyện khó xử, hãy hướng tới hiệu quả công việc. Anh Việt. Ủa, anh đi đâu vậy? Nói theo chơi được không anh? Cả anh Hành nữa, ảnh là cán bộ trường á. Chào anh Việt. Từ nào giờ mới thấy không khí đoàn làm phim vui vẻ vậy? Lẽ ra tôi phải thi vô ngành điện ảnh mới phải. Có mà đó kêu gầm đầu, coi lại mình đi. Lỡ có xấu chút đỉnh thì tôi vô vai đào độc. Như Thu Thủy đó, xấu như vậy người ta cũng trở thành diễn viên nổi tiếng chứ bộ. Người ta có tài. Gì? Sao anh biết tôi không có tài? Tôi đã cản không để cho Út Ráng nó rủ anh đi. Vậy mà không được, đừng có tưởng bỏ. Thank you.
Anh Việt, bữa nay ở lại chơi đi. Cá xê của em cũng được kha khá. Em đặt chỗ rồi, dễ gì có dịp tới đây. Khu du lịch này còn bao nhiêu chỗ mình chưa tới. Không được đâu. Anh Hành và con Hạnh có ý định ở lại nên em muốn tạo điều kiện cho họ nghe. Còn đoạn phim nữa mà. Đâu cần anh phải lo, họ tự về được mà. Dám nói ở lại là vì mình hả? Đừng có gấp lửa bỏ tay người nghe chưa. Vì Hạnh chứ còn gì nữa. Nói như vậy là mình về liền á. Về đi. Về nè, về đó. Về nè. Đây là một cơ hội đặc biệt, sẽ không còn gì có thể ngăn cản được bạn đến với anh Việt. Đêm nay chắc chắn bạn sẽ được nếm thử vị ngọt của tình yêu. Út Trang, Út Trang. Rồi chín rồi, em kéo lên nghe. Khoan đã, chưa chín đâu. Chín rồi, được rồi mà. Em kéo lên đi. Lâu quá rồi. Ngon quá à. Ông đó ích kỷ lắm á nghe. Kiểu gì? Ram giới thiệu mình trở thành người mẫu quảng cáo. Đâu phải giới thiệu mà thành. Nè, lúc chiều đạo diễn nghía tôi muốn đỏ con mắt luôn á. Dám đâu. Cui nè, cui nè, cui nè. Tạm biệt anh. Em xin chào tạm biệt. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu ra, không thể có một con đường chung cho hai đứa. Tốt nhất là anh đừng đặt cho em những câu hỏi nữa. Em bây giờ như là dáng đã đóng thuyền. Một đêm nào tuyệt vời như đêm nay, trong khung cảnh dịu êm và lãng mạn như ở chốn thần tiên này, bạn sẽ có được điều bạn hằng mơ ước. Nên nhớ, hoặc là đêm nay, hoặc là không bao giờ. Đêm nay, có lẽ trái tim của hai người sẽ cùng một nhịp đập. Anh Việt thấy giống cõi thần tiên không? Giống. Anh Việt thấy em giống tiên nữ không? Giống. Hãy lắng nghe nhịp đập trái tim chàng. Hãy biến đêm nay thành một đêm đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Tấm bùn mà cũng chịu tháo kiến ra nữa. Đây để dầm cho rõ. Cái gì? Cắm nhìn tôi đó nghe chưa? Lắm lem bùn có thấy gì đâu. Hạnh, lòng anh y như giếng nước sôi lúc chiều, sôi sùng sục, sôi hoài không dứt. Cô như ngói mà nói nghe cứ. Anh bây giờ như mạch nước ngầm, luôn chực chờ để phun trào, để đốt nóng Hạnh. Thiệt không? Thiệt. Vậy anh Thành tháo kiến ra đi. Chi vậy? Nếu không có kiến mà anh Thành vẫn chụp được tôi á thì tôi sẽ chịu anh. Vậy thì được. Anh. Tôi đây nè. Anh làm gì vậy? Ê, giỡn mặt hả? Bạn gái tôi làm gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi nha. Yeah, chết chưa. Ô, Út Ráng ơi. Út Ráng ơi, về đi em. Út Ráng hả? Em ở đâu? Em đây nè.
Về đi em Út Ráng ơi. Đừng, Út Ráng đừng nói gì hết. Nhưng em yêu anh, em yêu anh biết chừng nào. Cũng như anh, thậm chí còn hơn cả anh. Em rất thương Út nhỏ. Đó là thứ tình thương đặc biệt. Chỉ có điều, anh hãy quên Út nhỏ đi. Chị đã có người khác. Anh không thể cứ nhìn hoài vào quá khứ. Chuyện về nàng tiếng Út không? Chàng trai đã lén lấy đôi cánh để nàng ở lại với chàng nơi chốn trần gian. Còn em sẽ tự lấy đôi cánh của mình. Em sẽ từ bỏ tất cả đi đến với anh. Sẽ không có gì có thể ngăn cản được em nữa. Sao anh Việt không ôm em? Mình làm bộ chịu đèn, chàng ta cứ tưởng bỡ, ai ngờ bị leo cây. Đảm bảo tay này sẽ bị mình thuốc dài dài. Nè, có nghe không vậy? Hế, không nghe hả? Coi kìa, coi cái mặt hạnh phúc kìa. À, biết rồi. Không được người ta yêu thì khổ, mà được yêu chưa chắc đã sướng. Sao cô nói vậy? Nhìn vẻ mặt của anh, tôi không chắc là anh có hạnh phúc hay không. Tào lao. Ủa, chưa ngủ nữa. Hạnh nghĩ mình có thể ngủ được đêm nay sao? Mình chỉ muốn hét lên thiệt to. Thì hét đi. Hét cái gì? Gì cũng được. Mình mừng cho bồ lắm. Mừng lắm. Đúng là một đêm đẹp nhất của cuộc đời. Ý của con là muốn sang tên qua con chứ gì? Dạ đúng. Xưởng mình đang phát triển mạnh, nhưng còn muốn nâng tầm lên nữa. Tương lai của xưởng sẽ là nhiều trăm công nhân, và còn có thể đóng cả tàu sắt và composite nữa. Nếu tía chuyển xưởng qua tên con sẽ chủ động và dễ dàng hơn trong công việc. Tốt, tía cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Dạ. Tại sao tía tính chuyển sở hữu qua cho anh Hoàng? Tía bệnh tật, biết sống chết lúc nào, mà trước sau gì cũng sang tên qua cho nó. Tía ơi, con hiểu. Chỉ có điều... Gì vậy ông nhỏ? Em với tía đang nói chuyện sang tên cho anh. Có gì không? Dạ không. Sang tên cho anh chỉ là tượng trưng thôi mà. Tất cả những thuộc về tía và gia đình. Dạ. Nhỏ, sao kéo chị ra đây rồi không nói gì hết vậy hả? Có chuyện gì thì nói lẹ lẹ đi, chị còn vô nấu cơm nữa. Nói ra thì không phải, nhưng em không yên tâm khi tía muốn chuyển sở hữu cho anh Hoàng. Trời ơi, tưởng chuyện gì, từ xưa tới nay mọi thứ đều là của chung,
việc nó hay ai đứng tên đâu có gì quan trọng. Đúng vậy, nhưng chuyện không bình thường ở chỗ là chính anh Hoàng chủ động đề nghị tía. Chính tía cũng có ý định đó mà. Nó là con trai duy nhất, nó kế nghiệp. Mà tía làm vậy cũng là để cho nó có trách nhiệm và cột chân nó ở lại đây, em hiểu chưa? Nói thiệt, em có cảm giác là anh Hoàng đang toan tính chuyện gì đó. Anh em trong nhà mà nói kỳ vậy. Từ lúc về tới giờ chưa bao giờ anh thật sự để tâm tới xưởng. Tất cả những gì anh quan tâm là cái này lời bao nhiêu, tại sao phải làm cái kia khi mà lợi ích như vậy. Nó từng ở Sài Gòn, quen hạch toán lời lỗ ra sao. Cái đó cũng tốt thôi. Thôi em đừng lo xa quá. Chị vô nghe. Chị Hai biết không, có một lần anh Hoàng đã hỏi em là nếu quy giá trị của xưởng ra tiền mặt thì được bao nhiêu. Nhỏ này cứ suy diễn vậy sao được. Thôi chị vô đây, để cơm khét đó. Thằng Việt dạo này ngon lành ghê. Mình cũng muốn như nó lên Sài Gòn thử sức mà lại ngại. Làm như ở riết một chỗ rồi chí nó cũng cùng đi. Cùng học, cùng ra trường, nó thì phiêu bạt khắp nơi, còn mình thì chôn chân tại chỗ. Ánh, ngủ rồi hả? Lúa miết ren ta ngủ được. Vậy thì ngủ đi. Để nàng ở lại với chàng nơi trốn trần gian. Em sẽ tự lấy đôi cánh của mình. Em sẽ từ bỏ tất cả đi đến với anh. Sẽ không có gì có thể ngăn cản được em nữa. Anh Việt đang nghĩ gì vậy? Có phải nghĩ gì em không? Phải. Anh Việt vẫn còn mắc nợ em một thứ. Đó là chưa nói lời yêu em. Anh không quen nói điều đó. Không quen hay không muốn, mà thôi, điều đó đâu có quan trọng. Hiện tại em đang có anh, và anh đã thuộc về em. Với em vậy là đủ. Xin lỗi. Đàn ông chi mà máu hủ lưỡi đã xanh mặt. Dứt khoát giá này hả? Tôi đặt số nhiều mà. Để con xem xét lại cho chú. Út nhỏ. Dạ thưa chú, giá đó trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng. Chú yên tâm đi, chú biết xưởng Ba Rằng mà. Ừ, vậy tôi ký. Anh có biết giá đó cao hơn thực tế ít nhất 15 triệu. Giá gỗ cao hoàn toàn hợp lý. Anh cũng biết giá gỗ đang xuống mà. Khi gỗ lên, khách hàng chia sẻ với mình. Thì khi gỗ xuống, mình phải tính đúng giá cho người ta chứ. Đừng có dạy anh cách kiếm tiền. Không phải là vấn đề tiền bạc. Anh nhìn tía mà coi. Điều tía muốn là làm ra thiệt nhiều ghe xuồng, để cho bà con có phương tiện đi lại và sinh sống. Nè, mày là chị tao hả? Anh đừng có nói vậy. Dù sao em cũng là chủ xưởng ở đây. Nếu thật sự anh muốn bước vào nghề này thì anh phải lắng nghe em chút xíu chứ. Tao không cần. Trước khi lên Sài Gòn tao đã từng ở đây. Bây giờ trở lại tao dễ dàng hiểu nó. Ngược lại anh chẳng hiểu gì hết. Im đi. Chẳng bao lâu nữa tao sẽ là chủ, chứ không phải là mày. Tao biết cách để kiếm tiền cho nhà này.
Mày khỏi phải lo. Em hoàn toàn không muốn căng thẳng với anh. Chỉ xin anh nhớ cho rằng từ bao đời qua, Sưởng đã tồn tại nhờ vào tình yêu sông nước, tình yêu ghe xuồng. Đó là thứ tình yêu mà em đã thụ hưởng từ Tía. Rất linh thánh, rất thiêng liêng. Hội thi này sẽ diễn ra ở Cần Thơ và công ty của chúng ta được mời đứng ra tổ chức. Hội thi này có tên là Sông Nước và Ghe Xuồng. Hội thi này không đem lại lợi nhuận, nhưng sẽ giúp chúng ta mở rộng ảnh hưởng xuống miền Tây. Đối tượng tham dự chính là những xưởng đóng ghe tàu của miền sông nước. Và trước tiên chúng ta sẽ thành lập nhóm soạn thảo đề án. Tôi xin tham gia. Không cần thiết đâu, vì còn có nhiều việc khác phải làm mà. Tôi có những hiểu biết về miền Tây, tôi muốn tham gia hội thi này. Vậy cũng được, vì sẽ chủ trì và cần phải gấp rút lên. Tại sao Dược lại muốn tham gia show này? Chắc phải có lý do gì đặc biệt. Dạ. Ăn đi út nhỏ. Có sâu không đó? Không dám đâu, hàng tuyển á. Sao à? Yeah. Dòm coi. Ui trời ơi, hàng tuyển thiệt mà, tao thề á. Alo. Dạ. Dạ, em về liền. Ê, từ từ, cho trái khác nè. Làm chủ như nó, lúc gặp khổ hơn mình. Lỡ có sâu thì sao? Tía đi sang tên đó hả? Có gì không? Việc gì phải gấp gáp vậy? Con nhỏ này hay chưa? Chính Tía bỉa anh đi mà. Anh không qua mặt em được đâu. Em đã biết chuyện của anh ở Sài Gòn rồi. Anh đang muốn chiếm xưởng. Nè, anh nói cho đàng hoàng nghe. Mày cho rằng tao giành giật là vì mày cứ nghĩ cái xưởng này là của mày. Uầy, anh đúng là kẻ chuyên giành giật. Khi còn nhỏ, anh đã từng rượt theo em và Út Ráng để giành giật kẹo bánh. Dù trong nhà chẳng bao giờ thiếu những thứ đó. Không thể suy nghĩ như vậy được. Có một lần vì bị anh dí mà Út Ráng bị té rách cả chân. Sự giành giật của anh bây giờ chắc chắn sẽ gây ra cho mọi người những vết thương đau đớn hơn nhiều. Tấm Hiển, mày, chính mày đang khiến cho gia đình bất ổn. Quang, không được đánh em. Con xin lỗi Tía. Xin lỗi Út nhỏ. Anh xin lỗi em. Thưa Tía, con có lúc đúng lúc sai, nhưng lúc nào con cũng quý trọng và yêu thương mọi người trong gia đình. Con phản ứng như vậy không phải vì bản thân con. Không hề. Tía hiểu. Con mong Tía hãy suy nghĩ lại. Không nghiêm trọng như con nghĩ đâu. Tâm nguyện cuối đời của Tía là thằng Hoàng về đây nắm xưởng. Bây giờ Tía đang thực hiện cái tâm nguyện đó. Đi Hoàng. Út nhỏ đừng nghĩ ngợi nữa. Em chắc là với cung cách của anh Hoàng, không sớm thì muộn xưởng cũng sẽ lụng bại. Cứ lo xa, nó đang muốn biến xưởng thành công ty hay tập đoàn gì đó kìa. Em cũng mong là em đã sai. Xong rồi đó chú ba. À, đợt này về luôn hả Hoàng? Dạ.
Ráng mừng ăn tấn tới nha Hoàng. Dạ. Nên nhớ, xưởng ba rằng là niềm tự hào của cả vùng này đó nghe. Dạ. Tí chờ con chút nha. Chú ba tốt phước á, con cái đứa nào cũng ngon lành. Anh cũng vậy, anh đang mong ngày trở lại Sài Gòn để được sống bên Quyên. Em tưởng anh sẽ ở luôn dưới đó. Vậy thì làm sao tụi mình gần nhau được? Đám cưới đi, em sẽ về quê anh dạy học. Bộ em tính về đây thiệt hả? Tại sao không? Anh có ra đảo Quang, em cũng sẵn sàng đi theo mà. Anh hiểu, anh yêu em nhiều. Em cũng vậy. Hoàn hảo, bây giờ mình đã có quyền bán xưởng. Việc trình bày đi. Tôi xin được trình bày vắn tắt. A. Mục đích ý nghĩa. Từ bao đời nay, sông nước và ghe xuồng chính là linh hồn, là nét văn hóa đặc trưng độc đáo của miền Tây bình dị và phóng khoáng. Hội thi mô hình sông nước và ghe xuồng lần đầu tiên được tổ chức là một hoạt động văn hóa cộng đồng nhằm kích thích và tôn vinh những bàn tay tài hoa và những khối óc sáng tạo của cư dân miền sông nước. Đủ rồi đó, bọn em tính tham gia hả? Sao lại không? Ở đây ai cũng trông chờ vô xưởng nhà mình mà. Xưởng đang bận túi bụi, cứ lo chuyện đâu đâu. Thì anh ở nhà, để em đi. Hen, chị Hen. Tuyết, cho con đi nghe. Tuyết. Cảm ơn Tuyết. Chuyến này chắc chắn phải ông Giáng Nhất nha ông nhỏ. Anh làm như dễ lắm nhờ. Em thấy ý tưởng của anh nó hay không? Hay. Tụi mình sẽ làm theo ý tưởng đó. Út nhỏ cười gì vậy? Năm đâu biết không, dường như tình cảm của em đối với anh cứ tăng dần lên. Em rất vui mừng về điều đó. Em tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Sao xuồng ghé sóng vỗ nhịp tràn con tim anh, lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu như sa mạc khao khát, khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đến tươi mát sa mạc yêu, ôi những con sông dài mềm dáng em. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu. Và sóng thép gào và bao dòng cuốn trôi. Những yêu đương hẹn thề hôm nào, giờ xuồng ghé đứng bơ vơ, có sóng dù mang bao dòng vẫn chưa xa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông mãi trôi. Bây giờ chỉ cần nhà cửa, dây ghe xuồng, nhiều dây xuồng khắp nơi. Ai gọi vậy? Em biết, số lạ quá à. Alo. Xin lỗi, cô có phải là Út nhỏ? Dạ phải, anh là ai vậy? Tôi là một thành viên của ban tổ chức. Tôi có ý này để cô làm một mô hình tốt hơn. Xin lỗi, tôi nghe giọng anh. Sao? À không, chỉ là lúc nãy đi ngang, tôi thấy mô hình của cô khá rắc rối. Nhưng tại sao anh lại muốn giúp tôi? Tôi có biết gia đình cô và có nghe danh xưởng của cô. Để tôi trình bày cho cô nghe thử. Dạ, ý anh muốn đơn giản hả?
Dạ, dạ, cảm ơn anh. Có lẽ mình phải làm lại. Em nói sao? Chúng ta sắp xong rồi. Thì đã sao? Nghe em đi, sáng mai mới chấm thi mà. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu. Ôi những con sông dài hoài lãng du. Và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta. Bên cũ ruộng xưa vắng ai điều. Tôi có biết gia đình con và có nghe danh sử của con. Rốt cuộc thì anh chàng đó là ai vậy? Anh nói sao? Ý em là em có thể dễ dàng từ bỏ ý tưởng của anh để nghe theo lời anh chàng đó. Thôi, anh về phòng tắm rửa đây. Lát tụi mình sẽ đi ăn rồi đi chơi ha. Alo. Alo. Có chuyện gì vậy cô? À, chỉ là không hiểu sao tôi có cái cảm giác rất thân thuộc với anh. Tại sao? Hay là tôi giống một ai đó? Có lẽ đó là người yêu cũ của tôi. Người yêu cũ à? Cô có còn yêu anh ta không? Tôi ý tôi muốn gọi cho anh là để cảm ơn anh về cái mô hình. Cô thấy nó có đẹp không? Dạ đẹp, chỉ có điều tôi chưa hiểu lắm. Vậy cô trở lại chỗ mô hình đi. Tôi sẽ gặp anh ở đó chứ? Cũng không hẳn. Cô cứ tới đó đi, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Dạ. Alo, tôi nghe. Cô có muốn thêm nước vào dòng kênh không? Dạ không, đây là lúc thủy triều xuống mà. Cô nhìn đi, dòng kênh giống hình trái tim ôm ấp cù lao. Chắc ở quê cô cũng có cù lao chứ? Dạ có, tôi có nhiều kỷ niệm với cù lao. Đó là những kỷ niệm đẹp và đau đớn. Dạ, mà sao anh biết? Là tôi đoán vậy. Những kỷ niệm về tình yêu thường là như vậy. Alo, sao anh im lặng vậy? Anh còn nghe đó không? Tôi đây. Xin lỗi, anh có sao không? Không, tôi không sao. Không hiểu sao khi nói chuyện với anh tôi cứ bị gợi nhớ những kỷ niệm. Tại sao? Tôi không biết. Tôi có cảm giác anh đang ở rất gần tôi. Lạ thiệt. Nói chuyện với ai mà máy bận hoài vậy? Xin lỗi, cô có biết cô gái phòng 201 đi đâu không?
Hình như cô nói là qua chỗ làm mô hình. Qua đó làm gì? Tôi không biết. Anh đang ở đâu? Tôi có thể gặp anh được không? Điều đó là cần thiết à? Dạ, cũng không hẳn. Vậy thì chúng ta trở lại với mô hình đi. Dạ. Cô hãy nhìn đi. Khi thủy triều lên xuống, nó có thể cuốn phăng mọi thứ đúng không? Dạ đúng. Nhưng nó cũng để lại cái gì đó. Dạ, đó là lớp phù sa. Lớp phù sa đó sẽ tái sinh sự sống và khiến cho mọi thứ càng trù phú hơn xưa. Dạ, cuộc sống của miền Tây luôn được đắp đầy bởi phù sa. Đúng vậy. Và tôi gọi đó là phù sa tình yêu. Khi sóng gió qua đi, mọi thứ có thể bị quét sạch, nhưng vẫn còn đó lớp phù sa tình yêu. Cô hãy nghĩ tới tình yêu của mình và trả lời cho tôi biết. Tôi không rõ. Tại sao cô khóc? Cô có còn yêu anh ta không? Anh ta đã có người khác, và tôi cũng vậy. Nhưng nếu anh ta còn yêu cô thì sao? Cô trả lời đi chứ. Tại sao lại ở đây? Thật sự tôi đã nghi ngờ đó là anh, nhưng tôi không thể ngờ anh lại có mặt trong hội thi này. Anh bày ra tất cả những thứ này để làm gì? Đồ xấu xa, hèn hạ, đồ len lén sau lưng người khác. Cũng may tôi chưa nói thẳng ra rằng tôi không còn yêu anh nữa, mà ngược lại tôi rất ghét anh. Anh hiểu chưa? Anh làm gì vậy? Thả ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chơ dơ trên bờ, nhưng nó biết nó không hề đơn độc, vì nó vẫn còn được bao bọc bởi lớp phù sa tình yêu. Tình yêu vẫn còn, và sẽ còn mãnh liệt hơn nữa sau cơn sóng gió. Hóa ra chuyện này lại xuất phát từ mày. Khi tình yêu đã lụi tàn, mày cố gắng gượng mấy cũng vô ích. Anh Việt, em mong anh đừng lại gần em nữa. Khoan đã. Trần Anh. Em tiếc à.
tao không cần những thứ này, mày hiểu chưa? Đi đi em. Chúng ta trời xanh mây trắng và lá hoa bao nhanh nhỏ, sông lên xe đi em. Giấc mơ buồn xót xa. Anh về trước đi, em muốn đi bộ một mình. Tình thôi đã đánh rơi bên dòng sông xưa, ngày tóc xanh mây bay ngang đầu, ngày mắt môi chưa quen. Ngày chia xa mãi, sóng sóng cuốn trôi cành hoa xinh đẹp người, bao tơ phong ba tìm ngày sau đắng cay, vẫn mơ đến anh còn thuyền cũ quay về bên băng, nước sông sẽ mang ngàn nỗi buồn trôi qua năm tháng, dẫu cho sóng sông trào dâng. Đẹp không? Dạ đẹp. Đây là thưởng tháng này của con hả má? Ừ. Tháng nào con học giỏi cũng có thưởng hả má? Đúng vậy. Vậy tháng nào bé My cũng được lãnh thưởng cho coi. Ừ. Má cũng mong vậy đó. Học giỏi mà phải thương ngoại nữa nghe chưa? Dạ. Chị đọc tờ báo này đi. Cái gì ở trỏng mà quýu vậy? Đây nè, chị đọc một quảng cáo này nè. Tôi chết rồi. Có nên cho tía biết không chị? Tía, tía ơi, tía có làm sao không tía? Thuốc hả tía? Để con lấy, để con mở ra tía. Tía uống thuốc đi tía. Thấy đỡ chưa? Đỡ rồi hả tía? Đứa nào cho răng? Không lẽ thằng Hoàng? Nó chứ còn ai nữa tía. Con thật không ngờ nó dám cả gan rao bán xưởng. Kêu nó vô tiêu biểu. Nó lấy xe hơi đi đâu từ sớm rồi tía? Điện thoại cho nó. Dạ. Hãy subscribe.
trong cõi riêng mừng xuân đời. Dòng sông hát, dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát phù sa ngát.